thưa quý vị và các bạn, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2020 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động từ cuối tháng 2 năm nay. Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa kế hoạch triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2020 là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên bao gồm cả người khiếm thị với mục đích khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên như đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ. Tuy đã kết thúc bằng lễ trao giải, nhưng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 vẫn còn được tiếp nối với những hoạt động thiết thực lan tỏa tình yêu đọc sách, góp phần tạo dựng thế hệ đọc trong tương lai không xa. Tiếp nối thành công của cuộc thi năm trước, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 chỉ sau chưa đầy 8 tháng phát động đã thu hút hơn 1 triệu học sinh sinh viên từ hơn 5.400 trường học từ cấp tiểu học đến đại học, học viện trên toàn quốc tham gia. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng cuộc thi vẫn có sức lan tỏa rộng rãi. Nhiều địa phương có số tham gia đông đảo như Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế bà Vũ Dương Thúy Ngà, vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ. Cái điểm mới năm nay về hình thức và chất lượng của cái bài dự thi đã được nâng cao lên rất nhiều. Nó thể hiện một cái sự quan tâm cái tình yêu đối với sách. Thế và đặc biệt là coi đó là những cái giá trị thiêng liêng để mà chia sẻ với bạn bè và cộng đồng, đưa ra được những các cái giải pháp để cùng góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cùng nhau chung tay vun đắp. Nó không phải là cuộc thi nữa mà là những cái hoạt động cụ thể liên tục hàng ngày là hình thành được một cái thế hệ đọc và mọi người thực sự quan tâm đến việc đọc. Giải đại sứ văn hóa đọc thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Yến, học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và sinh viên Đặng Phương Nam, học viện Cảnh sát nhân dân Bộ Công an. Cả hai đại sứ đều cảm nhận rằng đây là cuộc thi giàu ý nghĩa, không chỉ khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo mà còn gợi mở những kế hoạch cho tương lai. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi em nhận được giải thưởng đại sứ văn hóa đọc của cuộc thi và em cảm thấy là mọi cố gắng và nỗ lực của em đã được ghi nhận rồi ạ. Em sẽ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình, đầu tiên là tới với các bạn trong lớp trước, sau đó là tới các bạn ở trường và các bạn trên đất nước của mình ạ em cảm thấy rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều bạn đây là một cuộc thi thực sự ý nghĩa và thiết thực đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay và thực sự đã khơi dậy và hồi sinh phát triển về văn hóa đọc trong giới trẻ cũng như là cộng đồng ngay sau khi nhận giải ngày hôm nay thì việc đầu tiên em về làm thì em sẽ dành một phần ủng hộ để gửi tình cảm gửi vào đồng bào miền trung theo em thì văn hóa đọc hay là các loại hình văn hóa khác đều là hướng đến là làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn thì theo em nghĩ là cái việc đầu tiên mình làm có thể là chưa liên quan đến việc để lan tỏa tình yêu đọc sách mà là những việc làm nhân văn trước hết là thương yêu đồng bào lá hành đùm lá rách phát huy truyền thống của tốt đẹp của dân tộc ta theo ban tổ chức cuộc thi chất lượng các bài thi năm nay được nâng lên vượt bậc so với năm trước điều đó cho thấy văn hóa đọc đã có tác động rất lớn khiến các thí sinh có sự đầu tư công phu nhiều hơn có những bài dự thi dài hơn 500 trang có những bài dự thi có ý tưởng xuất sắc các bài dự thi đã khẳng định những giá trị tốt đẹp mà sách văn hóa đọc mang lại cho sự phát triển của con người toàn diện, không chỉ tác động đến bản thân các thí sinh mà cả gia đình cũng cuốn hút theo và có những tác động tích cực như chia sẻ của anh Trần Minh Tuấn. Trong quá trình cháu tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2020 cũng như là sau khi cháu tham gia cuộc thi thì gia đình thấy rất là phấn khởi bởi cháu đã có một cái sự chủ động trong việc nghiên cứu tìm đọc các cái sách báo tài liệu để trực tiếp tham gia cuộc thi cũng như là cháu đã hình thành một cái thói quen, một cái sở thích đọc sách hàng ngày để mà từ đó nâng cao cái tri thức cho bản thân mình. Rất nhiều thí sinh đã từng tham gia cuộc thi năm trước nay vẫn tiếp tục dành tâm huyết với việc lan tỏa đọc sách và tiếp tục dự thi bởi phần thưởng lớn nhất với nhiều thí sinh không chỉ là giải thưởng mà các bạn còn thu nhận được những điều quý giá cho những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống của mình. Con với câu chuyện có mang tên là người anh vô dụng, một câu chuyện mà khuyến khích người đọc đọc sách. Gọi đến mọi người là mình đọc sách thì cái lợi ích của nó sẽ không đến trước mắt mà nó sẽ theo chúng ta nó sẽ tích lũy từng ngày từng ngày một và sẽ có một ngày và những kiến thức đó chúng ta sẽ được dùng vào cái đời sống thực tế của mình con mong muốn là cuộc thi này là sẽ còn tiếp diễn nữa để những thế hệ trẻ này sẽ có những cái nhìn mới hơn những cái tư duy sáng tạo qua cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì tôi đã thu nhận về cho mình rất là nhiều điều bổ ích mình có thể tạo ra tìm kiếm những phương pháp đọc sách hiệu quả mới để giới thiệu cho bạn bè người thân cùng biết đến Thầy này rất ý nghĩa Về có thể giới thiệu những cuốn sách hay ý nghĩa cho mọi người cùng tìm đến mà đọc. Mang lại cho thí sinh những cảm xúc đặc biệt, những bài học sâu sắc. Hơn thế, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc còn gợi mở cho các thí sinh những dự định tốt đẹp cho tương lai. Con cũng muốn thành lập ra dự án audiobook để giúp những bạn nhỏ khiếm thị có thể được tiếp cận với sách. Tôi cảm thấy bản thân mình có một trách nhiệm dù là mình không phải là trở thành đại sứ văn hóa đọc, mình đặt giải nhì thôi nhưng mà tôi luôn tâm niệm xong tâm của mình dù thế nào đi chăng nữa thì mình luôn giữ vị trí là một người lan tỏa được sự yêu thích đọc sách và văn hóa đọc đến với mọi người. Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2020 đã kết thúc nhưng không dừng lại bởi mỗi thí sinh đều có cách riêng của mình tạo lập và góp phần mở ra nhiều cánh cửa mới để lan tỏa tình yêu đọc sách mở ra những hướng tiếp cận tri thức đến với nhiều người trong cộng đồng